Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 rồi. Đấy là ngày đầu của thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở cửa trở lại cho người dân đi lại bình thường. Thì trong 3 ngày vừa rồi thì Cơ ở nhà ba mẹ và hai bạn nhỏ với lại mẹ Phượng ở dưới nhà khác, bởi vì ba mẹ Cơ đến bây giờ mới đi chích mũi đầu tiên, cho nên là Cơ phải ở đây để xem sức khỏe của ba mẹ của mình như thế nào. Và bây giờ xin giới thiệu với các bạn, đây là gia đình của mình. Yeah. Đó, hôm nay là ngày thứ ba chích xong rồi. Ba mẹ thấy làm sao? Sức khỏe bây giờ ổn định chưa? Ổn định rồi. Tốt giờ ổn. Mấy bữa trước là mẹ là hay đau tai nè, uể oải nè, có lúc thì cũng hơi nóng sốt sốt nhẹ. Nhưng mà đến ngày thứ ba hôm nay thì cũng đã hết rồi. Thì bây giờ thì con đi về, có gì thì ba gọi điện cái là con chạy về liền. Rồi, cũng có gì đâu ba. Cho nên là ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Còn bây giờ thì con xin phép con đi về trước để thăm mấy bạn nhỏ. Nhớ mấy bạn nhỏ lắm rồi. Ở trên xe rồi. Bây giờ tạm biệt ba mẹ. Rồi con về nha. Rồi con về. Rồi con về đi. Có gì thì nhắn gọi cho con. Rồi không có gì đâu, khỏe lắm. Rồi. Nhưng mà chỉ là hai cháu đó. Vợ chồng con nè, giữ sức khỏe nha. Rồi. Con đi nha. Rồi con đi. Con chạy xe cẩn thận. À, đó thì bây giờ thì rời nhà ông bà nội, mình còn rất là nhiều việc quan trọng phải làm trong sáng nay. Như các bạn cũng thấy là bắt đầu thành phố mở cửa thì những cái sản phẩm cao xoa của mình đang phải chuẩn bị giao gấp cho mọi người, bởi vì trong thời gian vừa qua không có giao hàng cho mọi người được. Và hiện tại thì các bạn nhân viên của mình thì mình cũng chưa cho đi làm lại, chưa có cho tiếp xúc với mọi người. Cho nên là hôm nay chính Cơ sẽ là người đi giao sản phẩm của mình cho những khách hàng đang thực sự rất là cần thiết. Đây cho mọi người xem nha. Này, trong xe của mình. Đó. Sản phẩm đó thùng quá trời đồ luôn. Thì hôm nay mình sẽ giao cho những bạn ở trong thành phố, bởi vì hiện tại thì giao hàng của mình vẫn chưa có hoạt động hết, cho nên là những cái đơn hàng xa thì mình cũng đang chờ những đơn vị giao hàng. Đó, mọi người cũng thấy bây giờ mình sẽ cùng quay cho các bạn xem cái con đường mà mình đi giao sản phẩm của mình cho mọi người như thế nào nhé. Đây, chúng ta cùng nhìn xem đường phố ngày bắt đầu mở lại bình thường 1 tháng 10. Các bạn thấy thì người dân của chúng ta cũng rất là náo nức đi ra ngoài để mua những cái sản phẩm cần thiết, cũng như là mọi người đang tranh thủ để đi làm trở lại, bắt đầu bình thường trở lại, nhưng mà cũng phải tuân thủ cái nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Đây, mọi người, chúng ta ra đến đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây là một đoạn đường huyết mạch của tất cả những người dân đi từ 6 này, 8 này, Bình Tân này, Bình Chánh này để ra quận 1. Và tôi cũng đang trên đường như mọi người đây. Và tí nữa thì chúng ta hãy cùng xem và Cơ giao sản phẩm của mình cho những người nào nha. A few inches later. Vừa rồi thì mình mới vừa giao hàng xong cho bên đại lý cũng như nhà phân phối. Còn bây giờ thì mình đi giao hàng cho một cái vị khách rất là đặc biệt, có thể nói là một người anh đáng kính nể mà Cơ đã từng gặp. Đây, đây là sản phẩm mà chuẩn bị mang đến cho anh ấy, mọi người thấy không? Đấy, một tí nữa thì mình sẽ gặp được anh ấy và mình quay lại những cái cảnh mà rất là dễ thương cũng như rất là đáng yêu của anh ấy tại trung tâm của thành phố nha. Và các bạn cũng thấy thì trời đã bắt đầu mưa, những cơn mưa đầu tháng 10. Đây, đó mọi người thấy không, kính ướt hết trơn. Thì đó, giờ mưa gió như thế này mà ông chủ cao xoa vẫn phải đi giao hàng cho khách, đây là một con đường rất là tâm huyết của Cơ và Nghiệp. Và Cơ và Nghiệp sẽ cố gắng làm sao để cho cái sản phẩm này được nhiều người biết hơn. Alo, dạ em đến rồi nè anh. Dạ em đem cao xoa đến cho anh. Dạ rồi, em chạy qua, ngày em đang trước cửa này. Đây, chúng ta đã đến nơi. Đây, cái anh rất là dễ thương của chúng ta.
Đây. À, một anh đại ca rất là dễ thương của cơ, rất là yêu quý. Đây nè. Đó, sản phẩm mình đã được đến tay của đại ca và đại một người rất là chào dễ thương mọi người. Một anh rất cảm là cảm ơn Cút Cơ đã đem đến một món quà thật là tuyệt vời. À, đây. À, bà con thấy không? Cái loại thuốc này á hả, đụng ở đâu á là mềm mại ở đó và hết nhức đau nha. Cả nhà ủng hộ nha. Đây, à, đây cũng là một người anh rất là dễ thương và đáng yêu, rất là chân quý của cơ đó. À, sắp tới thì mình với anh còn đồng hành được rất là nhiều thứ nữa, giống như là với anh Quyền Linh nè, mình nước rửa chén nè. Đó, mọi người nhớ ủng hộ cả gia đình mình nha. Rồi, tạm biệt. Bye bye, chào cả nhà. Thì bây giờ cơ cũng đã xong nhiệm vụ giao hàng cho tất cả mọi người rồi. À, còn bây giờ nhiệm vụ cho gia đình đó là cơ lại phải chạy đến nhà sách để mua một số sách vở cho Bắp học trong những ngày mà vẫn còn chưa đến trường được. Mọi người hãy cùng chờ xem hành trình của mình như thế nào nhé. Giờ cũng là lát đắt mưa rồi. Khi mà đi vô nhà sách thì chúng ta cũng phải chuẩn bị nguyên tắc 5K chặt chẽ hơn. À, cho các bạn nó tới nhà sách. Đây, nhà sách của chúng ta đây. Cơ vô nha. A few moments later. À, và cơ đã mua được những cái quyển sách cho Bắp nè, à, cho dâu coi những cái con vật nè. Đó, mọi người thấy có rất là nhiều con vật. Bắp thì có những cái bài tập viết chữ số nè, những cái tô màu nét nè, mọi người thấy không? Đó, cho nên là khi mà Bắp về á, chắc là Bắp sẽ phải rất là chăm chỉ để học cái này. Và mẹ cũng phải là mất rất là nhiều thời gian để dạy Bắp học viết cũng như là học đếm số nè. Bây giờ thì mình đã xong việc rồi, bây giờ mình đi về. Mình không biết là về đến nhà thì Bắp và dâu sẽ có những phản ứng như thế nào khi mà ba mình đã đi 3 ngày rồi không có gặp. Bây giờ cơ sẽ quay lại phản ứng của các bạn nha. Đây, và bây giờ thì cơ đã đi về đến nhà rồi. Đây, không biết các bạn nhỏ đi đâu rồi. Là 1 giờ trưa rồi, không biết các bạn nhỏ có ngủ chưa. Để mình cùng xem nha. Đây. Tới nhà thôi, bây giờ mình sẽ bước vô xem phản ứng của các bạn nhỏ như thế nào nha. Oh, xin chào. Đi ra. Cái gì? Sao vậy? Sao vậy? Không cho vô nhà sao? Test nhanh đã, đi lên. Cái gì? Trời ơi. Bắt phải anh phải test nữa hả? Test. Đi lên test nhanh, em test cho. Thọt mũi đã. Trời ơi, thọt mũi. Bình sợ thọt mũi tại sao? Anh thử trùng xe chưa? Thử trùng liền vậy? Anh sẽ thử trùng ngồi liền. Ngồi vô. Đi vô ngồi. Cả nhà thấy không? Khổ chưa? Đi có 3 ngày thôi về bắt thọt mũi rồi. Hai anh em có nhớ bà không? Con có nhớ bà không? Dạ có. Em dâu có nhớ bà bác không? Thương quá, đợi chút xíu bà bác ôm hai con nha. Rồi. Đem phòng mũi cho. Anh sợ quá. Cái gì? Anh sợ quá. Không có gì sợ hết. Anh chưa bao giờ thọt á. Thì bây giờ em thọt. Em là người đầu tiên á. Hay là để anh tự đi. Thôi, đây. Sợ quá các bạn có sợ không vậy? Mai mốt chắc không dám đi nữa. Nhưng mà thôi thì cũng tốt, bởi vì ha, chúng ta bảo vệ không chỉ cho mình mà còn cho mấy bạn đúng nhỏ rồi. Nữa. Mấy bạn nhỏ chưa có chích ngừa, chưa có được chích ngừa. Trời ơi, sợ quá đi. Nhẹ nhẹ thôi. Ngửa thẳng cổ lên. Nhẹ nhẹ từ từ thôi. Hít thở vô. Rồi. Sợ quá. Lần đầu tiên kết hả hoàng tử ship. Phải nhiễu mấy giọt? Ba giọt vô mới đúng đúng không? Đúng. Từ từ để nó thấm vô đã. 2 giọt. Đó, bắt đầu lên nè. Wow, lên màu kìa. Đó, mọi người có thấy nó chạy dần chạy lên không? Đấy, là phải đợi cho nó thấm hết cái đó đúng không? Xong rồi 15 phút sau nó mới lên đúng không? Anh thấy là lên một vạch rồi kìa. Đừng có nói lên 2 vạch nè. Lên 2 vạch là ha. Lên 2 vạch là anh quay về nhà. quay về khu cách ly tập thể. Đúng.
mình á là mình không có đi đâu hết, mình rất là thực hiện rất là nghiêm túc cái nguyên tắc là 5K, đi đâu cũng phải rửa tay, đeo khẩu trang, rồi về là phải sát khuẩn, là xịt khuẩn, là rồi cởi đồ ra hết tắm. Cho nên là mình thì mình không sợ đâu, nhưng mà các bạn này sợ mình lắm, bạn đâu biết mình đi đâu đâu, đúng không? Đúng. Thì tâm sự với mọi người tí là về như thế này á, là mình cũng phải test xong rồi thì mình vẫn phải đi tắm, bởi vì có thể là trên đường đi những con vi khuẩn đó nó dính vào người chúng ta thì sao, đúng không? Rồi. Rồi. Sạch sẽ. Kết quả. Rồi sạch sẽ. Mình okay. Đã âm tính nha các bạn, cho nên là mình được vào nhà. Nhưng mà trước khi ôm con, có được ôm con liền không? Không được, anh phải vô, anh phải tắm rửa đã, bỏ bộ đồ này ra tắm rửa đã, xong rồi mới đi xuống được. Rồi. Thôi vậy chào tất cả các bạn, là mình đã âm tính rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của mình vào ngày hôm nay. Và ôm một lát mình còn phải cho coi các bạn nhỏ gặp ba như thế nào nữa chứ. Không, nhưng mà hả, anh cũng phải thay đồ mà, anh đâu có bận đồ này để ôm con được. Okay. Thôi đừng bữa khác đi. Bữa khác nha, còn bây giờ thì chào tạm biệt.